Thưa quý vị, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây gió giật mạnh trên Biển Đông trong vòng 24 giờ tới. Đồng thời, vùng áp thấp có thể kết hợp với gió mùa Tây Nam và không khí lạnh tràn về sẽ tạo nên hình thái thời tiết nguy hiểm. Sáng nay, Văn phòng Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp bàn các giải pháp ứng phó. Dự báo trong 10 ngày tới ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, mưa lớn kéo dài. Trong đó, tổng lượng mưa trong 10 ngày tới ở một số khu vực miền Trung, từ Hà Tĩnh cho đến Bình Định có thể đạt từ 500 cho đến 1.000mm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cần dự báo hẹp, ngắn hạn, đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ lớn. Cảnh báo lũ, các tỉnh ven biển cần có phương án đảm bảo an toàn cho người dân và các lồng bè nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, kiểm tra hệ thống đê biển, đê cửa sông, bảo vệ cơ sở hạ tầng.